Vâng, em xin chào các bác. Em sau đây tiến hành quay và nên cho hai bác Hưng với cả bác Dương. Một bác ở Cà Mau, một bác ở Lâm Đồng đó. Thế thì em vừa rồi em có quay cái cặp mát thì là mấy bác cũng hỏi đấy, thì có bác Hưng với cả bác Dương. Nhìn bác bảo quay lên cho, mấy cả như là có một anh khách nào ở đuôi số 81 thì phải. Đấy. Thấy em vừa thấy nhắn lên nhóm cũng là một bác khách nào gọi đến số 81 cũng bảo lên cho một cặp gì đấy. Đấy, thì đây tiện thì em lên cho hai bác thì bác thôi 81 cũng có thể xem luôn nhé. Đấy thì ba bác nói chung là bác nào mà thấy ok ưng thì alo cho em nhé. Đấy. Ở đây thì đây cặp này là cặp Onkyo công suất 2 năm này, trở kháng là 3.5 ohm này. Đấy, W1277A. Đây, W1277A nhé. Đấy. Rồi. Đấy thì hai con này thì giá thì em vẫn để như con kia thôi các bác nhá. Đấy thì là vẫn là 450. Đấy. Con kia thì có bác khách lấy rồi, đặt và chuyển khoản hết rồi. Đấy thì em đây còn một cặp cuối thì em nên bù luôn cho các bác nhá. Đấy thì các bác xem được thì alo cho em. Hiện tại thì em nói thật các bác là cũng chỉ còn đúng một cặp này thôi. Đấy thì một trong ba bác, nếu bác nào mà ưng và ok chắc chắn đấy thì alo cho em, tại vì là các bác kiểu chốt mà không chắc chắn ấy thì là ảnh hưởng đến hai bác kia ấy. Đấy thì thực sự nếu mà cảm thấy lấy được thì alo cho em nhé. Đấy, ba bác. Đây, dòng này thì cũng y chang dòng kia thôi, bát 13 nhé. Đấy, màng carbon rất là bền. Màng này thì các bác yên tâm đi, dùng bao giờ gọi là các bác chán, gọi là không muốn dùng nữa. Đấy, thì là bỏ hẳn cái bát đi thôi, chứ còn để mà hỏng được cái màng này thì không bao giờ nó hỏng được. Thực sự các bác như vậy. Nó là màng carbon. Đấy, màng carbon, màng này nếu mà các bác mà không kiểu như là đổ nước vào nhá, hay là kiểu cầm dao giết xé rách của nó thì không bao giờ nó hỏng được cái màng này. Cực kỳ bền luôn màng carbon này. Chất liệu carbon là cái loại chất liệu mà nó bền nhất trong các loại luôn. Đấy, các loại màng. Đấy. Đây, đấy, bát hình thức là còn rất là đẹp. Đấy. Rồi, sau đây em tiến hành test thử luôn cho các bác nhé. Ở đây thì em test trực tiếp không qua tụ, không qua vân tần. Đấy. Bát rất là lặng nha. Đó, thì đây là một bát nhé. Em sẽ sang con bát còn lại này. Này cái này thì em quay công khai nhé. Đấy thì ngoài ba bác ra, vị bác nào mà cũng đang có nhu cầu muốn lấy thì cũng có thể alo cho em nhé. Thì hai con này nếu mà bác nào nhìn thì chắc có thể là tưởng là hai con khác nhau nhưng không phải nhá. Cái con này thì là kiểu nó để một con ở bên gần cửa sổ các bác. Cái này thì bình thường các bác cứ thử để mà xem. Các bác cứ thử để bất kể một cái đồ nào mà gần cửa sổ, một con mà chỉ cần để ở bên trong chỗ dập, một con mà ví dụ mà nó chỉ cần hơi bị ánh sáng vào một chút thôi nhá, là nó sẽ màu nó sẽ khác ngay. Đấy. Thì cái này em quay cái trường hợp này thì nó rất là nhiều rồi. Đấy, thì bác yên tâm như vậy, không phải là nó khác nhau đâu mà là kiểu một con nó để bị ánh sáng vào ấy, thì nó sẽ màu nó sẽ thay đổi. Đấy, cái này thì nó là chuyện bình thường. Nhưng mà nói chung thì nhìn cơ bản thì nó cũng chẳng khác nhau đâu. Đấy. Nên là các bác cứ dùng bình thường nhá. Về giá thì em để như cặp trước là 450.000 thôi. Vâng. Đấy thì các bác xem được thì alo cho em luôn nhá. Xin chào các bác.